Mua đi mua đi, các bạn muốn mua Ninh Linh Quang thì tới shopanhảo.vn mua để ủng hộ mình và giúp cho các bạn tránh những tình trạng lừa đảo khi mà mua Ninh Linh Quang nha. Đấy thì với cái tiêu chí gọi là uy tín chất lượng lên hàng đầu, các bạn cứ đến với shop của mình. Đấy, đảm bảo nếu các bạn mua Ninh lỗi một mình sẽ đổi một cho các bạn. Ok, xin chào mọi người nhá. Thật sự ra rồi mình tính không làm clip đâu, nhưng mà nãy giờ đi chọn game vui quá, đâm ra thì mình làm clip lại cho các bạn xem luôn. Đấy, không có quay không các bạn, là cái, những cái gì hay ho thì không quay lại, mất công các bạn để phàn nàn lắm. Đấy, vì thế nên mình sẽ quyết định gọi là quay lại cái clip này cho các bạn xem nhá. Ui dồi ôi, má nãy giờ đi chọn em bạn vui vãi trưởng ra anh em ạ. Khoai muốn chết luôn à. Đấy mình đang gọi là tính tập chơi Murat để mai làm clip, cũng như là để chuẩn bị làm một cái clip gọi về vị tướng Murat đánh gọi là suýt của nhà bài sách cho các bạn xem chơi. Đấy vào gọi là gặp mấy cái tem bên kia, ui dồi ôi má ơi, mình nhây vui vãi cả lều ra luôn, thực sự là quá là khoái luôn á. Từ từ đã, đó mình sẽ qua mình cho tem bạn cho các bạn xem nha. Đấy là thấy khoái rồi đúng không? Khoái lắm, thấy cho là thấy khoái rồi đúng không? Ui đánh nhau kinh thế, đánh nhau kinh vậy. Yeah, lao lên chơi nó. Hãy xem ta đây. Nó má rồi, nó chó tôi kìa. Thứ gì không biết nữa. Trời ơi chết Alistair này, chết Alistair này, chết Alistair này, chơi bằng luôn này, quấn luôn này quá. Trời ơi mày chạy đâu hả con sâu này, đi đâu mà bụi mà vàng. Đứng lại cho Hảo, ý là đứng lại cho Thùy giờ hàng cái coi. Ngoan ngay. Các bạn thấy sao? Được không? Dài vậy. Cái con Murat này mình chơi rất là gà, vì thế nên mình phải trước khi mình làm clip mình phải chơi nó vài trận đó cho nó quen tay đi đã, chứ nếu không mình không chơi con này được nha. Không biết vì làm sao ấy, mình chơi con này rất là tệ, yếu đuối và mỏng manh lắm, nhưng mà thấy vui quá trời luôn, vì thế nên mình quay lại clip cho các bạn xem luôn. Không các bạn này bảo những cái gì hay ho thì anh chẳng làm, đây làm mấy cái gọi là tào lao mé lao gì đâu, không thích thì nhiều nhưng mà bạn thích gọi là mình thì mình nhích thôi, có gì đâu mà phải căng nhỉ. Nè, đúng rồi, quýnh nó, đúng rồi, chơi nó đi. Hư nè. Mẹ sao chém cá nó chết luôn rồi thế nào nhỉ? Mình cảm thấy nó hơi sai rồi đó các bạn ạ. Sai quá sai luôn rồi đó. Bây giờ mình sẽ lên cho nó Ecolin thịnh nội chơi nha, đó. Nãy giờ trêu cái con tướng Alistair kia định mệnh, nó cứ ra nó ulti mình hoài. Hello, ui trời ơi, mẹ ông ấy lao vào như một vị thần luôn. Lao vào, ui hủ, thằng nào bắn vào mông mình đấy. Nào đấy, nào láo thế nhở. Lao nháo, cháo liền bây giờ đây này. Ê, 1, 2, 3, 4. Mày hả bưởi, hãy xem ta đây. Chạy đi. Thôi. Cái định mày nhận được chứ. Nó cay mình lắm hay sao cái con này. Cái định mày nó cứ thò mà ra là nó ulti vào mặt mình á. Cái con Alistair này. Éo ai tin được luôn, nghĩ sao pha. Từ nãy giờ chết toàn vì nó không. Nó cứ là ulti vào mặt mình. Trời ơi, tức gì đâu, trời ơi, tức quá trời tức rồi. Từ từ bình tĩnh. Để mình cho tem bạn cho các bạn xem nhá. Đó, mẹ pha đấy chết lỗi quá, biết thế mình bỏ của mình chạy lấy người đi hả. Ủa ôi du béo kìa, hay quá nơi, tuyệt vời quá nơi. Rồi chạy đi, đúng rồi, tôi lên chạy đi, đừng có đứng lại luôn, quấn bắn chết đó. Chạy đi, quấn ảnh chết bây giờ đó. Nguy hiểm quá ha. Cái gì à, mình đi vào là chon mà cuối cùng phế nhất tem các bạn ạ. Ít tiền nhất tem luôn, phát cả lều. Cái vậy cái con Alistair kia nó kiểu như là nó mình ra mình cho nó tí mà nó làm gì, nó căng, nó gắt mình, nó đè mình, nó ulti hoài luôn, ức gì đâu luôn ấy. Thôi các bạn yên tâm bình tĩnh để tí là mình trêu ra cho các bạn xem nhá. Đi qua cho các bạn nè. Ý giời ơi, con hàng đây rồi. Ui giời ơi, đừng ăn quá, để đó mình ăn quá trong 2 3 muỗng. 4 điểm rồi, tất cả cúc ra, hãy xem ta đây. Xèo. Wow, làm gì căng vậy? Cái con Barum này nó cực kỳ khoái mình luôn. Nó thấy mình một cái nó lao vào. Ôi ôi mẹ ơi, nó chôn mình lại kìa. Đứng lại con sâu này. Cái con sâu này đứng lại đó. Hư đi à. Phải cả lều sao mình chết hoài vậy ta. Đắng vậy. Bà cha u vậy ý dạ. Ôi vậy ơi. Chém một má nó nè. Quýnh nó đi anh. Rồi ok, bây giờ mình sẽ sử dụng cái chiêu thức gọi là chém gió thần trưởng của mình nha. 4 điểm này, tất cả cúc ra, hãy xem ra đây. Xèo. Rồi em biến về đây. Bây giờ mình tí một lôi con quái ra. Có bùi xanh mà các bạn. Các bạn thấy không? Có bùi xanh không? Nó giảm hồi chiêu rất là nhanh, vì thế mình bay vào mình chém gió đầu xanh cho nó. Hư nè. Trừng trị một cái ngay đầu luôn. Thế mà con nhỏ không chết. Nhỏ không chết, mình cũng không chết. Hãy xem ra đây. Này thì đi đâu con sâu này. Các bạn thấy sướng không? Sướng không? Chơi Murat sướng không? Cái địch mạnh cứ chém 4 điểm cái bay vào chém gió. Dạ trời ơi, tôi tới với các bạn đây. Hãy xem ra đây. Hư nè. Méo làm được cái gì tôi nha? Bạn muốn làm cái gì tôi hả? Bạn muốn làm cái gì tôi? Lùi con quái xa một chút đó. Ôi giời ơi, hãy xem ta đây. Đâu rồi, John đâu rồi? Anh John đâu rồi? Anh John anh trốn đâu thế?
trốn đi đằng kia luôn à, làm sao mà chém được. Ừ, mình tính 4 điểm này rồi. Ấy da, ba dùm với cả John đúng không? Hư đi à, Alex ơi, ulti tớ đi. Không có làm được gì tớ đâu nha. Trời ơi, nãy giờ ulti mình hơi bị nhiều lần rồi đó. Ủa, chém ngoài luôn các bạn ạ. Thế bạn cứ vào có con bùi xanh cái này chém ngoài luôn á. Đừng giết con quái này nha. Chém 4 điểm cái bay vào chém gió. Hãy xem ta đây. Chết má ơi, đi về. Trời ơi, thôi. Ôi trời ơi, má ơi. Trời ơi, úi trời. Arduin à, Arduin khoái mình lắm đúng không? Bạn ơi, bạn khoái mình lắm đúng không? Win là win thế nào, từ từ rồi khoái cũng như. Đừng có win sớm quá. Hãy xem ra đây, chạy đi. Úi trời ơi, úi trời ơi. Làm gì nhau, bạn muốn làm gì tôi? Bạn muốn làm cái gì tôi? Làm gì thì làm đi, tại sao không đuổi theo tôi nữa vậy? Nữa kìa. Bà dùm tới, anh bà dùm tới. Nè. Hư nè, đuổi theo tớ là hư nè. Đi đâu con sâu này, mấy cái con sâu này. Quá là hư luôn á. Trốn trong này đúng không? Hư này. Không phải à, không phải trốn trong đấy à? Tưởng bạn ấy đang còn núp nó ở trong đó chứ. Từ bình tĩnh. Đó. Rồi sao nào. Bây giờ mình sẽ lên cho nó cái giáp phòng bệnh đấy nha. Ui dồi ôi, phê bồn. Phê vãi lều. Bây giờ mình sẽ... Oh yeah. Wow. Lính lát kìa. Ủa đông thế. Phải đông thế này luôn á. Rồi nó ăn rồng luôn rồi các bạn ạ. Ui dạ. Hello. Đi đâu mà vội mà vàng đúng không? Ra mình chào hàng một cái rồi mình chạy đây. Bây giờ các bạn cứ tấn công đi. Đứng đây mình ra mình đét hết lính luôn. Xem nó làm được cái gì này. Mẹ không có lính thì đố các bạn được làm được cái gì đó. Ồ. Quốc hân lớn lộng này. Ghê không? Thông minh không? Các bạn thấy mình thông minh không? Không có lính ở trên bàn kia, không có làm được gì hết trơn á. Ui ôi, dù béo kìa, nó mạnh mẽ quá các bạn ạ. Rồi, 4 điểm bên này, 4 điểm, từ từ, mẹ con quái láo rồi, láo rồi. Hãy xem ra đây. Trời ơi, con hàng. Lên. 1, 2, 3, 4 điểm này rồi, quấn nó. Ui, mẹ có lính méo đâu mà xem em bạn cứ tấn công như đúng rồi nhỉ. Lính đây nè, mấy má ơi, lính ở đây nè, tôi ăn hết lính rồi nè. con trời, không có lính làm được cái gì đâu, không có làm được cái gì đâu nha. Thấy không các bạn thấy không, không có lính ở trên bên kia không có làm được cái gì hết trơn á. Ui, bà dùm nó kìa, 1, 2, ui trời ơi, Alistair kìa, ui trời ơi, làm gì vậy, căng cái gì mà ấy, uầy, bảy rồi, tớ chạy đây, chạy đây, tèm nó lùa mình kìa, hello, có ai đây không, tiệt được cướng, nặng quá đi, chạy mình giúp đây, nút đây nha, chém, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, lướt qua bức tường này. Hello. Ui dồi, con rời kìa. Mọi người xem này. Úi giời ơi. Này thì xảo này. Chạy đi. Lờ mẹ AD bỏ tao. Các bạn đâu rồi ta? Ui, mẹ theo bên kia do nó bắn đâu thế? Từ. Hồi nãy bà Alistair hồi nãy chém tôi đúng không? Hồi nãy ulti tôi đúng không? Tôi chém thí mẹ luôn nè. Úi trời ơi, lính lát ơi, chạy. Ôi, ai gì đó ơi. Đừng, tóc biến, chạy đi, chạy. Tóc biến. Ê, con giờ tóc biến, úi giời, phải cả leo, nó đuổi theo mình kìa các bạn. Hello, tớ ở đây cơ mà. La. Đầu xe nó không biết mình đâu luôn các bạn. Vui à, đi tròn cho bạn kiểu này vui ha. Mình cứ để hết lính ở trên bên kia không có làm được cái gì hết trơn á. Thấy cũng tội nhưng mà thôi cũng kệ luôn á. Ui lính này, ui à. Đâu rồi, con hàng đâu rồi? Đuổi theo tớ nè các bạn, gì đó ơi. Đây, con hàng đây rồi. La. Wow, rất là theo mình chứ. Làm gì nhau? Bạn muốn làm cái gì tôi? Làm gì thì làm đi nha. Đừng có xạo nha. Ui giời, ba zoom. Hồn hà, cái gì vậy trời? Thế mình kia làm gì căng vậy? Úi trời, lao vào, chạy đi. Vậy thôi, chạy được rồi. Ha, chạy thôi, chạy được rồi. Ui, mẹ nó bắn cho mình cắt đứt luôn kìa các bạn. Quá dữ luôn rồi. Từ, bình tĩnh. Dục tốc bắt đạt các bạn ơi. Để kiếm con bùi xanh cái đã, kiếm giảm thời gian hồi chiêu cái đã, mình đánh tiếp được. Vui không các bạn, thấy vui không?
Trời ơi, thật sự ra mình gọi là đi tròn bằng vị tướng Murad này mình rất là ít khi tròn đấy, tại vì mình chơi con này rất là gà. Nhưng mà thôi, hello John, how is you, I don't miss me. Wow, ôi may quá có bạn Gret đứng đây. Ôi dồi ôi trời, ra tấn công mình ấy, nhưng mà gặp Gret nó hút Gret luôn. Trời ơi, sẽ chém cho bạn nát mông này, nát đứt nè. Vô bơi hết vào đây, dạ. Ui dồi, Irwin kìa. Ui dồi, sợ quá, trời sợ luôn rồi đó. Tôi sợ quá, trời sợ luôn rồi đó. Hello, Solomoko. Wow, làm gì tôi à? Bạn có làm gì tôi, ulti tôi được không? Dễ gì, hãy xem ta đây. Này thì ulti tôi chém cho nát, đứt nát mông, nát má luôn này. Sao sao hả? Ôi dồi. Không có làm được gì tôi đâu, tôi giết bạn luôn này. Ê, sâu cơ, anh sâu cơ. Xin lỗi anh. Ơi, anh ơi, anh gì đó ơi. Chạy đi anh ơi. Ôi, thay em anh ơi, thay em thoát thì anh ơi. Em biến về nè. Ê, bạn làm gì vậy? Bạn làm cái gì tôi vậy? À đù, láo nháo nha. Còn sao không mạnh hả? Ê, trời ơi, chết rồi, lỡ mất một nhịp rồi. Thôi, đèn thế nhờ. Chạy, chém này. Chạy, em đi về, em đi nha. Xin lỗi anh, em đi mất rồi. Ê, từ 1, 2, 3, ui, John kìa. Hết cả hồn chém. Hãy xem ra đây, chạy. Ơ, định mạnh sao lại đâm đầu vào bức tường này. Rồi, ngu người luôn. Vơ cờ lờ đang dừng. Cái đầu sao nhờ tròn mãi cho mãi ơi. Á, đấy mình lao lúc đầu hụt mấy cây các bạn ạ. Trời ơi má ơi, tôi biết thế, tôi chạy đường kia là ngon rồi. Mình còn ngu người quá, mình còn quay lại đó đấy chứ. Á, tự dưng chết cái đó ngu thế. Trời ơi, tiếp theo cái chứ không phải tí nữa mình cho anh em bạn thêm khúc nữa là vui ơi là vui vui tí, là vui luôn rồi thì là đá lắm luôn à. Ủa ulti con Gret kia thì ulti làm gì? Đó có phần máu đâu. Rồi xong nó chôn hết rồi. Ủa nó chôn con Gret rồi. Du béo lao vào tấn công hai vị tướng, và là xạ thủ và vị tướng Alistair quéo công cua luôn rồi. Du béo rước săn. Anh Du béo rước là săn luôn. Các bạn cứ chờ mình clip sau nhá. Ui ôi. Tại sao cái con gọi là Gret bên kia nó nhảy sai vậy? What the fuck? Nhảy một phát để lao giống như là cái tàu điện ngầm ấy. Uầy, cố lên Gret ơi. Có chục cuối chưa? Đúng rồi, bắt nó lên, quýnh nó. Du béo lao vào tấn công vị tướng, nó là vị tướng gọi là John rồi. Em tới với các anh đây, các anh cứ quýnh nhau thoải mái đi. Em tới đây, em ăn bù đỏ đây nha. Các anh cứ đánh nhau thoải mái đi, em tới em ăn bù đỏ đây. Thì qua chơi thêm bạn tiếp. Ê. Các bạn thấy chơi thêm bạn vậy có được không? Nếu mà các bạn cảm thấy được thì nhớ comment cho mình biết nha. Để lại cho mình xin một like và một lượt đăng ký kênh nhá. Cảm ơn các bạn rất là nhiều luôn á. Em đang vui mà mấy anh này gì ghê luôn á. Chưa xong gì đâu đã thắng luôn rồi. Thiệt là hư hết trời luôn hả. Rồi cảm ơn các bạn rất là nhiều. Chúc tất cả các bạn xem video vui vẻ. Bây giờ mình sẽ tặng nick cho các bạn nhá. Các bạn chờ thêm một khúc nữa sẽ có gọi là mục tặng nick. Bye bye. Ok, xin chào tất cả mọi người. Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục tặng nick cho các bạn rồi nè. Ghê chưa? Sao quá ghê đúng không? Đấy thì hôm nay mình sẽ làm clip này tặng nick cho các bạn nha. Và mình có một thông báo đó là trên tại cái shop nick của mình ở trong cái mục ạc liên quân này đang được giảm giá 20% nha các bạn. Đó, bạn nào mà mua từ ngày nói chung là đến hết ngày 15, mình giảm giá đến hết ngày 15 nha, sẽ trở lại bình thường nha. Hiện tại đang giảm giá 20% đấy. Rất là nhiều nick ngon. Ví dụ như nick này chẳng hạn, 31 tướng Ngọc 80 mà chỉ có 280.000 thôi. Có trang phục Nagaroth AIC luôn, tuyệt vời ông mặt trời luôn nè. Thấy chưa, ghê gớm chưa nè. Đó, cái này cũng vậy này, 280.000 này. Tướng 30, Ngọc 90 này, có Nagaroth AIC luôn đây. Ghê gớm chưa, ôi vỡ mồm. Kinh chưa? Đấy, có gọi là tướng, thứ kiểu rất là ngon lành cành đào. Đó, đây là những tướng sở hữu, những trang phục sở hữu này. Đó, ngon chưa, quá ngon luôn, rất là rẻ luôn các bạn ạ. Chỉ có giá 280.000 ATM thôi. Và bảng ngọc thì nếu mà các bạn mua bằng cạc thì 350.000. Đó, ôi ngọc kìa hút máu 12% kìa. Quá phê luôn rồi. Trời ơi, để xem cái này mã số bao nhiêu để cho các bạn vào. Các bạn thích Nagaroth AC để 77715 nha các bạn. Đó, vẫn còn đó, các bạn vào mua tiếp đi. Đó, mình sẽ không tặng nick này đâu. Ê, mình sẽ tặng nick khác. Đấy, mình nói sơ qua thế thôi. À, một điều nữa mà mình nói trước khi mà mình tặng nick, đó chính là khi mà các bạn mua cái trên số của mình, và cũng như là các bạn muốn mua trên số của mình, thì các bạn mình không bao giờ nhận cạc qua tin nhắn Messenger nha. Messenger mình không bao giờ nhận cạc qua đó nha. Các bạn chỉ cần vào đây đăng nhập vào, rồi các bạn vào nạp tiền. Đó là các bạn nạp tiền thôi. Hoặc là các bạn có thể gọi điện cho mình ở dưới số điện thoại này. Nếu như các bạn mà bị lỗi hay cái gì đấy,
Và đặc biệt thì cái số điện thoại này là số để làm giờ hành chính rồi nhá. Có nghĩa là trước 10 giờ đêm thì các bạn vui lòng ngày hôm sau gọi lại. Tại vì mình cũng phải nghỉ ngơi. Để nào mà cái số điện thoại này của mình, nhưng mà vợ mình nó sẽ rep tin nhắn cũng như là nghe điện thoại của các bạn nhá. Vợ mình nó nghe thôi chứ mình không có thời gian để nghe. Vì thế nên số bạn nào mà cứ gọi điện thoại để gặp mình thì chắc chắn là không gặp được rồi. Tại vì mình phải làm chứ không phải mình suốt ngày nghe điện thoại của các bạn. Đấy là số điện thoại của mình, nhưng mà vợ mình sẽ nghe, phải chịu trách nhiệm hỗ trợ cho các bạn. Cái gì nó cũng biết hết trơn ý. Đó, ok. Một số bạn cứ lên Facebook chụp hình cái có một cái fanpage nó giả mạo mình. Đó, nó kêu các bạn gửi cạc cho nó, xong rồi nó sẽ gửi nick cho các bạn. Cái đó là lừa đảo nha các bạn. Mình không gọi là hỗ trợ, gọi là mình sẽ không bao giờ kêu các bạn gửi cạc bằng cái fanpage, không có bao giờ gửi thẻ qua cái Messenger nhá. Ở trên Facebook hoặc là Zalo cũng vậy, mình không nhận cày thuê, không nhận bán nick theo cái kiểu gọi là gửi qua gửi lại. Nếu các bạn cần thiết thì các bạn có thể gọi điện thoại số điện thoại này. Đó, ok. Bây giờ mình sẽ tặng một cái nick nào đó cho các bạn nhá. Nếu một cái nick nào đó hiện tại cái số của mình đang gọi là được ấy rất là rẻ luôn, mình sẽ kiếm cái nick nào đó rank thấp thôi. Kiếm cái nick nào rank thấp thôi nha. Không các bạn thì bây giờ mình tặng nick phá rank này kia kiểu thứ. Anh kiếm cái nick nào bây giờ ta? Tiền thì các bạn có thể thấy không? 29 tướng và chỉ có 230.000 thôi, rất là rẻ luôn, có trang phục VIP luôn này. Ra thì này. Trang phục này nó có siêu Việt bậc mấy đây? Bậc 2 à? Ba thì lại ngon quá. Bậc 3 thì không bao giờ có giá gọi là mấy trăm ngàn rồi, 200 300 thì không có đâu, ít nhất 500 trở lên. Rank nào đấy là rank vàng đi ha. Đoạn đại cái này đi. Kiểu cái này làm nhiều nhiều tướng đấy, đẹp. Quá trời tướng luôn. 230.000, 38 tướng, ui vãi lều. 38 tướng các bạn ạ. Vãi trưởng ạ. Có giáp gì đây? Bí ngô à? Hiệp sĩ bí ngô à? Vãi cả trưởng nhờ. Xem rank gì nào. Cái này rank gì đây? Mấy? À, phải kim 5 à? Ui phải kim 5. Ok. Ủa nick này rất là nhiều tướng luôn. Ui mình tặng nick cho các bạn này. Phê chưa? Em mua tặng luôn. Không nói nhiều. Nhanh là vuông nhá. Ok. Bạn nào mà mua mic bị lỗi cũng vui lòng nhắn tin vào fanpage hỗ trợ cho mình nhá. Fanpage thì mình ở góc góc dưới góc phải bên dưới cùng này. Đó, đây này nha, đây nha, các bạn thấy không? Nó mất tiêu ở đây này. Các bạn nhắn tin vào đây nha. Đó, các bạn tiếp tục dưới tên này này nhắn tin vào phát nó sẽ vào hỗ trợ vào trang đấy. Còn bạn nào mà không nhắn tin được ấy thì gọi điện vào đến số này cho mình nhá. Các bạn làm gì thì làm, các bạn cũng phải nhắn tin cho mình thôi, tại vì mình còn kiểm tra. Nếu các bạn mà mua gọi là bị lỗi này cái kia, các bạn cũng phải nhắn tin cho mình chụp hình lại mình kiểm tra. Đây là tài khoản nha các bạn, cậu nha. Đây mình chờ tí cho các bạn vào đổi mật khẩu, thêm số điện thoại vào nhá. Không bất công thì đằng nào thì các bạn cũng phải nhắn tin cho mình kiểm tra được. Nhiều bạn cứ gọi là mua nick xong rồi nick lỗi cái không nhắn tin cho mình mà cứ vào Facebook mình kêu kiểu như là mình đăng cái status thì vào bình luận kêu gào lừa đảo cái kiểu thứ là mình chặn chặn thẳng chát thẳng mặt luôn nhá. Mình không hỗ trợ kiểu đấy nhá. Các bạn làm gì làm, các bạn lỗi thì các bạn phải nhắn tin cho mình đàng hoàng chứ các bạn vào kêu gào sùm kiểu giống như là kêu mình lừa đảo này kia ấy. Đó mình chặn thẳng mặt luôn, mình chặn ở trên Facebook cá nhân mình luôn. Tại Facebook cá nhân của mình là cái kênh Facebook của mình để đăng hình chơi thôi. Các bạn vào la sùm là nước ơi không hiểu luôn. Các bạn bị lỗi thì các bạn nhắn tin vào cho mình ở trên fanpage hỗ trợ để mình hỗ trợ cho các bạn, có nhân viên hỗ trợ cho các bạn. Nếu mà mình hỗ trợ chậm một chút thì các bạn vui lòng chờ một chút xíu thì mình sẽ tặng thêm cho các bạn nick 50.000 75 đi ha. Hay là nick nào bây giờ ta? Nếu các bạn nếu mà các bạn mua nick trên số của mình, các bạn vui lòng đọc kỹ cái thông báo nhá. Đó, đây thông báo này này, thử vận may này, hên xui như thế này này. Đó. Còn các bạn vui lòng đọc kỹ thông báo nhá. Ơi, sao lại mua nick? Không tặng nick ngon chứ không tặng nick 7.000 đâu. Nick 7.000 hên xui lắm, nhiều nick nó không có được gọi là ngon lành cành đào mất công. Các bạn kêu mình sẽ tặng nick 120.000 nha. Cái 520.000 sao còn có 6 nick này, cái đậu xanh ít nick quá. Tặng nick ít tiền à, không phải ít tiền mà tặng nick nào nhiều nhiều đi. 75.000 đi ha, có 20 tướng trở lên này. Trời ơi 20 tướng. Đây các bạn đọc thông báo thôi, đọc thông báo này. Đọc kỹ thông báo trước khi mua nha. Đọc kỹ. Đó, có gì thắc mắc thì mới ấy được. Đây các bạn phải đọc kỹ cái này này. Đó, ok, đọc kỹ nha. Mua luôn. Ten 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 ten. Hiện tại trên số của mình đang được giảm giá ở cái mục ạc liên quân nhá. Mình khuyên các bạn một câu đó chính là nếu các bạn muốn ăn chắc mặc bền, như là muốn có nick chơi mà kiểu ngon lành cành đào, có ngọc, có tướng, có gì ấy, các bạn thì nên mua cái nick đó nhá. Không nên mua random. Nếu các bạn mà kiểu như là không thích hên xui thì đừng nên mua random.
bạn nhiều bạn mua nick random với bạn, các bạn phàn nàn rồi ngọc thấp rồi này, rồi không có trang phục rồi là tướng rồi không ngon, thì mình khuyên các bạn một câu đó chính là nên mua acc vip luôn, tài khoản đây mật khẩu, ok các bạn stop khúc đó lại, các bạn chọn nữa thôi, bây giờ sẽ tặng cho bạn nick khác đó. Mình khuyên các bạn lên mua ở đây này, mình sẽ tặng thêm một cái nick này nữa nha, ok tặng thêm một acc liên quân vip nữa cho các bạn luôn cho nó máu. Hiện tại trên shop của mình đang có những cái nick gọi là full tướng, 82 tướng là full tướng nha các bạn, hai nick full tướng này, một nick 12 triệu và một nick 16 triệu, các bạn gửi ATM đấy, bạn nào thích thì có thể liên hệ. Có cả cho nick 6 triệu 9, 1 triệu 2, trang phục rất là nhiều luôn, cái nick 6 triệu 9 này trang phục rất nhiều luôn, nhưng mà chỉ có 76 tướng chưa full. Bây giờ mình sẽ kiếm cái nick nào đó vừa vừa thôi ha, chứ bán thì chẳng được bao nhiêu, người tặng nick cùng đói luôn đói như con chó sói luôn. 30 tướng này các bạn, 200 là 4.000 30 tướng. Có gì hot không? À đủ, cái này có gì đây? Vận may 127 hả? Vậy là gần được viên đá quý rồi đó, sao nào? Oh yeah. Bằng ngọc 82 nha các bạn. Ngọc ơi, bằng ngọc này 90 rồi này. Bằng ngọc này 90 rồi nha, vẫn còn 11k tiền, các bạn có thể gọi là chăm sóc cho bạn ngọc của mình chuẩn luôn. Còn bao nhiêu vàng đó? Xem nào, rank 7 kim 5 luôn. Ok, gấu con. Sẽ tặng thêm cái này cho các bạn nhé. Rồi. Ten 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 ten. Ten 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 ten. Thì như mình đã nói rồi, trong một tuần thì mình sẽ làm clip tặng nick 2, 2 ngày. 2 ngày và mình sẽ tặng, thường thường sẽ vào buổi sáng nha các bạn. Mình không biết nữa, có thể là thứ bảy, có thể là chủ nhật, cũng có thể là thứ hai, thứ ba, thứ năm, sáu các bạn, nếu mà mình đây là tài khoản mật khẩu này. Nếu các bạn thích thì mình sẽ tặng, nói chung là mình rất là hên xui. Nếu mà bạn nào không không nhận được nick ấy, thì có thể vào trong shop mua. Ở shop của mình hiện tại đang đang được giảm giá nha các bạn, đang được giảm giá 20% rất hết ngày 15 cơ. Thế các bạn nào mà có điều kiện mua nick thì mua, cho vào chọn sớm nhé. Nếu bạn không có ý định mua nick thì cũng vào 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 tham khảo chơi vui thôi nhá. Nhớ là mình tuyệt đối là mình không nhận gọi là cái bọn lừa đảo ấy, nó cứ hay giả mạo cái shop hỗ trợ của mình. Khi mà các bạn vào Facebook cá nhân hoặc là cái fanpage của mình, các bạn comment hay kêu là em muốn mua nick ấy, là nó sẽ tự nhắn tin cho các bạn hiểu không, nó sẽ tự nhắn tin cho các bạn, nó kêu là em muốn mua nick nào, nick này, nó gửi cho các bạn cái nick rất là ngon và bán rất là rẻ. Nhưng mà khi các bạn lấy gửi tiền cho nó rồi ấy, nó sẽ lấy tiền các bạn và các bạn sẽ bị không nhận được nick, nó sẽ lừa đảo các bạn. Có một số bạn nhắn tin cho mình rồi em mới bị lừa xong, các bạn có chụp hình lên thì thấy các bạn bị lừa. Còn có nhiều bạn ấy, các bạn ấy không bảo là em mới bị lừa mà kêu là sao anh lừa đảo em, rõ ràng bị một thằng khác lừa xong cuối cùng vào Facebook của mình kêu chửi này chửi kia, chả biết các bạn ấy nghĩ làm sao luôn. Nếu các bạn mà đã bị lừa rồi ấy thì rút kinh nghiệm, lần sau đừng có cẩn thận. Những cái gì liên quan đến cái shop hoặc là bán nick của mình ấy, thì mình đã nhắn để dưới phần mô tả rồi, tả video nhá, mô tả video bất kỳ đó, ví dụ như thế này chẳng hạn, các bạn mô tả video là chỗ này này. Nếu trên các điện thoại thì nó sẽ hiện đây nha các bạn. Còn đây là mình hiện trên máy tính nó hiện như này. Đây này, shop bán nick này. Đó, fanpage hỗ trợ shop bán nick này. Đây là Facebook cá nhân này, fanpage của bình thường này. Bình thường này cái fanpage này các bạn đừng nhắn tin vào đây, hãy nhắn tin vào phần hỗ trợ nếu các bạn muốn nick bị lỗi. Còn cái fanpage này thì mình chỉ để đăng clip này kia kiểu thứ cho các bạn vào xem thôi, chứ các bạn nhắn tin mình không nhận được đâu. Nhắn tin vào phần hỗ trợ ấy sẽ có nhân viên hỗ trợ cho các bạn. Và đặc biệt là mình không nhận cày thuê nha các bạn. Mình không nhận cày thuê nha, người nào kêu nhận là anh Hảo cày thuê là cái đó là giả mạo hết nhá. Cảm ơn các bạn rất là nhiều, mình chỉ nói đơn giản thế thôi. Nếu có thắc mắc gì thì vui lòng nhắn tin vào fanpage để mình để nhân viên của mình hỗ trợ cho các bạn tận tình từ A cho đến Z. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Mua nick bị lỗi này, rồi mua nick thiếu tướng này, ví dụ các bạn mua nick 75k mà chỉ có 19 tướng này, nhắn tin hỗ trợ mình sẽ bù cho các bạn một nick khác, bù cho các bạn nick tiếp đó luôn, mình sẽ tặng cho các bạn nick vừa rồi các bạn bị lỗi luôn, tặng cho các bạn nick đó rồi tặng cho con rồi cộng thêm cho các bạn một nick khác nữa. Nếu mà bị lỗi thì mình cứ tạo cộng hoài vậy đấy, khi nào các bạn hết lỗi thì thôi. Đó là trường hợp rất là ít khi xảy ra nhưng mà nó vẫn có lỗi lầm thì không bao giờ thoát được khỏi cả. Rồi, clip của mình đến đây đến cây các clip kết thúc rồi. Có gì các bạn phàn nàn gì thì có thể gọi là cái nhắn tin vào fanpage hỗ trợ, hoặc các bạn có thể bị lừa gì các bạn có thể gọi là nhắn tin vào đấy, để hôm sau mình làm clip tặng nick mình sẽ nói rõ hơn, không để không các bạn sau này còn không bị lừa nữa. Đó, đơn giản như thế thôi. Cảm ơn các bạn rất nhiều nha. Hẹn gặp lại mọi người trong clip sau. Bye bye.